Xin chào tất cả mọi người, mình là Vida Bắc Sơn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẹo hay để dưỡng da và trị nám tàn nhang ngay tại nhà cực kỳ hiệu quả. Cách này thì mình đã áp dụng được 3 tuần và mình thấy nó rất là ok. Chính vì vậy mình chia sẻ lại cho tất cả chị em. Chị em nào đang có lọ tinh dầu răng miệng ở trong tay thì hãy thử áp dụng cách này nhé. Mình áp dụng mình thấy rất là hiệu quả luôn. Cái sản phẩm tinh dầu răng miệng này thì được chiết xuất từ trầu không, hương nhu, bạc hà, xạ hương và quế. Đặc biệt đó là cái thành phần trầu không lên tới 70%. Và thành phần này có cái công dụng trị nám dưỡng da rất là tốt và xẹp mụn cũng rất là ok luôn mọi người ạ. Để các cái nguyên liệu để chuẩn bị thì một lọ tinh dầu này, nếu như bạn nào mà có lá trầu không thì có thể dùng lá trầu không đun nước, sau đó là xay nhuyễn cái lá để lấy cái phần cô đặc cũng được. Còn nếu như bạn nào muốn nhanh nhất mà muốn lại tiện dụng và hàng ngày làm được luôn ý và sạch sẽ đúng tỷ lệ thì mọi người có thể dùng cái sản phẩm tinh dầu răng miệng này. Vì sản phẩm này được chiết xuất hoàn toàn từ các loại tinh dầu thiên nhiên, đặc biệt là 70% hàm lượng tinh dầu trầu không, được sử dụng công nghệ ép lạnh. Chính vì vậy nó giữ nguyên được đến 90% hàm lượng tinh dầu ở trong này rồi. Đấy, vì vậy em dùng nó sẽ rất là cái hiệu quả nhé. Chuẩn bị cho mình là một cốc nước 20ml, một bịch khăn giấy, khăn ướt như này. Tiếp theo đó là một lọ tinh dầu răng miệng là việc không thể thiếu. Và một cái cốc nước sạch. Đấy. Và các bước làm như sau. Các bạn sẽ cho 20ml nước sạch vào trong một cái cốc nhỏ này. Đây, tầm này là đủ nhá. Ít hơn cũng được. Sau đó các bạn cho tầm 5 đến 6 giọt tinh dầu răng miệng. Các bạn nên mua lọ to để điều trị nám lâu dài và tiết kiệm. Một lọ to này sẽ giúp cho các bạn điều trị nám được tầm 3 tháng, thoải mái điều trị luôn. Đấy, để lúc đến lúc các bạn sẽ làm mờ hẳn, mờ gần như hết đi. Đây. Ok, mình vừa mới rõ được 5 giọt tinh dầu răng miệng vào trong một cái cốc rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái khăn ướt ra. Các bạn nhìn kỹ cách hà nam nhé. Cách này là mình áp dụng được 3 tuần rồi. Và mình sau khi sinh xong 3 đứa con thì mình cũng bị một vệt lám ở đây. Và mình chữa mình thấy rất là ok. Chính vì vậy nên mình muốn chia sẻ lại cho tất cả các bạn. Đấy, đây. Các bạn lấy cái khăn ướt này này. Khăn xô cũng được. Nếu không thì cứ mua một bịch khăn ướt. Tại vì khăn ướt mình sử dụng là đi được lại rất nhiều lần luôn. Các bạn lấy khăn ướt, các bạn nhúng vào cái này. Các bạn ngoáy đều nó lên. Mới đều lên nhá. Đó. Nếu như bạn nào mà muốn nó hiệu quả hơn nữa thì hãy cho một hạt muối trắng vào nữa thì nó đạt cái hiệu quả tốt hơn nữa nhá. Đấy. Và khi các bạn lấy cái nước pha cái tinh dầu này rồi thì các bạn massage lên. Massage lên vùng các bạn bị lám. Massage trong vòng tầm 10 phút. Massage 10 phút cho mình nhá. Massage thế này thứ nhất là đẹp da, thứ hai là sạch da, thứ ba là trị viêm da. Thứ tư đó là trị mụn cám, mụn cơm, rồi là các loại mụn trứng cá trên da và trị dầu nhờn trên da luôn này. Và đồng thời nó sẽ làm giảm nám, giảm sạm da và làm dưỡng cho da đẹp hơn nhá. Đấy, tinh dầu trầu không nó rất tốt cho da luôn. Các bạn nên thường xuyên sử dụng. Và phải nói rằng là nó sẽ không bị sót trên da đâu. Nhưng mà nó sẽ sâu lên mắt một chút khiến cay. Vì vậy đâu, khi các bạn sử dụng chú ý cho Hà đó là các bạn nhắm mắt lại để cái tinh dầu nó không xông lên mắt, nó đỡ cay. Chứ còn đâu lên da thì nó rất là mát luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy mình sử dụng chưa? Đấy, mình đang sử dụng nhá. Các bạn massage lần lượt những cái chỗ mảng lám của các bạn trong vòng 10 phút các bạn nhá. Để giúp cho nó loại bỏ dần cái vết lám đi. Lám da, sinh da đó là do sự lão hóa da tự nhiên này, do thay đổi nội tiết tố sau sinh, hoặc là do uống thuốc tránh thai này, các bệnh lý nội tiết tại tuyến giáp hoặc là buồng trứng này, hoặc là cũng có thể là do cái stress kéo dài thời gian lâu dài này, hoặc là do nhiễm độc thủy ngân từ mỹ phẩm, hoặc nhiễm độc trì, nhiễm độc corticoid, nói chung là có trong các cái dạng mỹ phẩm mà các bạn mua phải kem trộn ấy là nó sẽ bị này, rồi là do cơ địa da, hoặc là do tia UVA, UVB từ ánh sáng mặt trời, hoặc cũng có thể là do cái ánh sáng xanh trong khu công nghiệp mà các bạn đang làm việc ấy. Đấy, nhất là ánh sáng ban đêm màu xanh ấy, nó sẽ làm cho da của các bạn dễ dàng bị lám, bị tàn nhang mọi người nhá. Và các bạn hãy làm như vậy cho mình trong vòng 10 phút mỗi ngày, hãy dành ra 10 phút để dưỡng da nhá. Đấy. Và các bạn lưu ý rằng dùng cái gì cũng vậy, sẽ có tỷ lệ là 1% bị kích ứng da. Vì vậy các bạn trước tiên, nếu lần đầu tiên sử dụng, các bạn hãy sử dụng trên diện nhỏ trước. Nếu như không bị kích ứng da, không bị dị ứng với các thành phần trong sản phẩm thiên nhiên
thì các bạn mới dùng trên diện rộng nhé. Mình là mình dùng hàng tháng rồi, mình dùng gần một tháng rồi và mình thấy rất ok. Chính vì vậy nên bây giờ mình dùng trên toàn bộ khuôn mặt của mình, nhưng mà nó cũng rất là ok này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Và các bạn cứ massage như vậy cho đến tầm 10 phút thì các bạn dừng lại. Ngày các bạn làm như vậy cho mình một lần để dưỡng da, làm sạch da rồi là giảm nám tàn nhang. Khi mà các bạn làm như vậy, nó sẽ mờ nám đến tầm 70-80% sau vòng 3 tháng sử dụng. Và các bạn lưu ý cho mình rằng nếu như các bạn muốn triệt để tận chân nám ấy, thì các bạn nên uống thêm các cái sản phẩm để giúp thải độc cho da, giúp làm sáng da từ bên trong. Cái gì cũng vậy, nó phải kết hợp cả điều trị bên trong và cả điều trị bên ngoài. Khi bên ngoài các bạn làm mờ nám rồi mà các bạn muốn đẩy hết cả chân nám lên thì các bạn nên uống thêm ví dụ như vitamin E hoặc là các loại sâm tố nữ hoặc là các cái loại nước giúp thải độc và làm đẹp da ấy, để giúp da của các bạn sẽ sáng khỏe và nội tiết tố của các bạn cũng sẽ đầy đủ hơn. Ăn uống các bạn cũng nên chú ý ăn những thực phẩm bổ sung vitamin, bổ sung dưỡng chất và giúp làm đẹp da, để giúp da của các bạn ngày càng trẻ đẹp hơn nhé. Và mình sẽ chúc các bạn sẽ có một làn da tươi trẻ, đẹp, săn chắc, mịn màng. Và khi mà các bạn trị nám thành công đến 70%, 80% rồi thì các bạn duy trì cho mình một tuần các bạn làm tầm 3 lần. Các bạn sẽ dùng tinh dầu pha nước và để massage da mặt, thay các bạn đắp mặt nạ đấy. Cái phần thành phần tinh dầu vào da nó sẽ giúp phục hồi da, tái tạo da rất là tốt luôn mọi người nhá. Đó, và Hà vừa mới massage xong cái làn da của Hà rồi đây. Và bạn nào muốn mua hàng thì hãy liên hệ ngay về Nám Bắc Sơn, mình ship hàng trên toàn quốc. Và những bạn nào mua về để trị nám, mình sẽ tặng ngay cho các bạn một cái bịch giấy khăn ướt này, bịch giấy ướt này nhá. Đấy, mua một nọ to là 270.000, một nọ bé là 125.000. Đấy. Và loại lọ này ngoài việc trị nám da thì nó còn công dụng chính đó là trị sâu răng, đau răng, nhức răng, chảy máu chân răng, viêm ngạt, viêm amidan, viêm tai giữa. Những bạn nào có những vấn đề đó thì hãy liên hệ với Việt Nam Bắc Sơn để được tư vấn một sản phẩm nhưng nó rất là đa công dụng. Chính vì vậy mọi người có thể sử dụng để điều trị nhiều những cái vấn đề mà mọi người thường mắc phải, cho từ trẻ nhỏ 6 tháng tuổi cho đến cụ già 100 tuổi mọi người nhé. Bây giờ thì xin chào tất cả mọi người nhé.